mọi người đã đến với kênh của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất hàng ngày. Các bạn thân mến, có lẽ từ hồi nhỏ, ai trong chúng ta cũng từng được nói rằng chúng ta nên ăn táo bởi vì trong táo có rất nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng, bao gồm cả sắt. Nhưng bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn đặt một thanh nam châm cạnh lại quả táo không? Câu hỏi hay đấy. Rõ ràng nam châm thấm hút các kim loại và sắt ở trong táo cũng không loại trừ. Coi video này, chúng ta sẽ kiểm nghiệm xem liệu rằng có không sức hút từ tính giữa một quả táo và một thanh nam châm. Ồ, điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn đặt một quả táo cạnh một thanh nam châm? Cùng xem video nào. Chúng ta hẳn đã từng xem một chương trình thí nghiệm như thế này trên TV hoặc các kênh truyền hình nổi tiếng. Và bây giờ chúng ta lại có thể làm thí nghiệm một lần nữa. Chúng ta thực sự rất tò mò về thí nghiệm này đúng không? Dĩ nhiên, ông Sir có thể nhìn thấy điều này. Anh ấy là người Australia. Thí nghiệm này rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một thỏi nam châm, hai quả táo, một đoạn dây và một cái que để giữ cân bằng. Đầu tiên, bạn buộc chặt đoạn dây này vào một vật chắc chắn. Hãy buộc thêm một vòng nữa để đảm bảo đoạn dây này không bị trượt đi. Cái dây này cần đủ khỏe để có thể giữ được quả táo. Nếu không, đoạn dây bị đứt. Ở đầu đoạn dây chúng ta sẽ buộc một cái que vào. Hãy cố gắng buộc ở đúng giữa que để nó có cấu trúc thăng bằng hoàn hảo nhé. Hãy chờ xem điều kỳ diệu nào sẽ xảy ra. Hãy gắn hai quả táo này ở hai đầu que để nó tự cân bằng cho tới khi hai quả táo không còn chuyển động nữa. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu. Hãy dùng một thỏi nam châm đặt thật gần vào quả táo nhưng không chạm vào nó. Và phép thuật đây, bạn có thấy không? Tuy thanh nam châm không chạm vào quả táo nhưng nó đã tạo ra một lực khiến quả táo di chuyển. Quả táo này không hề bị hút bởi thanh nam châm nhưng nó lại tạo ra một lực đẩy. Nhưng chúng tôi đang mong muốn nhìn thấy một thanh nam châm hút một quả táo giống như chương trình trên TV. Chúng tôi đặt thanh nam châm này cạnh quả táo, còn lại những hiện tượng vẫn xảy ra. Điều này có vẻ thật ngốc nghếch. Chúng tôi đã thay thế loại quả táo khác nhưng nó cũng không hiệu quả. Loại quả táo này vẫn bị đẩy bởi thanh nam châm, chứ không giống như các chương trình Discover tôi từng xem. Nhưng tôi vẫn cố gắng thử thêm. Tôi lấy thêm hai mẩu nam châm nhỏ nữa. Phải rồi, nó đã có tác dụng rồi. Hãy nhìn đi, thật khó tin vào điều này chúng ta đang nhìn thấy. Càng có nhiều nam châm thì chúng ta càng dễ nhìn thấy sức ảnh hưởng của nó. Vậy còn thí nghiệm của bạn, nó có thành công không? Nếu không thì hãy thử một đoạn dây khác, đừng buộc quá chặt và hãy thử nhiều lần có thể. Cũng có thể nam châm của bạn chưa đủ mạnh để hút hoặc đẩy quả táo. Chúc cho thí nghiệm của bạn thành công. Video hôm nay thì tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy like và chia sẻ video và đừng quên đưa ra những ý kiến của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.